ngày 28 tháng 11, kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10 diễn ra dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phan Việt Cường cùng các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Xuân Vinh và Nguyễn Công Thanh. Kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét quyết định đối với 7 tờ trình đề án dự thảo nghị quyết do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình. Đáng chú ý, một số đề án mang ý nghĩa chiến lược, tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh trong thời gian đến, như quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy định nội dung và mức hỗ trợ cụ thể một số nhiệm vụ chi đặc thù trong các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, v.v. Tại kỳ họp, các đại biểu tập trung thảo luận tổ và thảo luận chung về các nội dung liên quan đến các tờ trình đề án dự thảo. Trong đó, các nội dung thuộc tờ trình quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030 được các đại biểu quan tâm cho ý kiến, nhất là vấn đề hạ tầng, liên kết vùng, quy hoạch khu công nghiệp, phát triển các hệ thống đô thị. Sau này khi mà cái quy hoạch tỉnh được duyệt ấy, thì chúng ta phải xây dựng một cái kế hoạch thực hiện cái quy hoạch. Trong kế hoạch thực hiện quy hoạch đó nó rất là cụ thể. Từ nay năm 2030 chúng ta làm gì? Năm 2050 chúng ta làm cái gì? Nhưng mà chủ yếu là trong giai đoạn đến năm 2030. Đó thì nó sẽ được rất là cụ thể hóa trong đó. Thì sau này thì chúng ta sẽ thực hiện. Cho nên cũng đề nghị với các đồng chí là thôi cái quy hoạch này thì cũng được xem xét rất là kỹ rồi. Cũng tham khảo các cái địa phương bạn để chúng ta bổ sung hoàn chỉnh cái quy hoạch của tỉnh mình, và cũng đã được cái hội đồng thẩm định quốc gia họp thẩm định rồi, họ có văn bản ý kiến yêu cầu mình bổ sung những nội dung gì rồi, thì đây là những nội dung đã được bổ sung theo yêu cầu của hội đồng thẩm định quốc gia. Mạng lưới giao thông thì đối riêng với lĩnh vực giao thông đường bộ thì sẽ nói đến ở cái mức độ là các tuyến đường cao tốc, đường tỉnh lộ, đường quốc lộ, tức là ở cái khung lớn thôi, chứ còn không có nói đến là quá chi tiết. Cho nên là một số các đồng chí có nêu là những cái tuyến đường này, tuyến đường kia đấy, thì sau này nó nằm ở trong cái quy hoạch vùng huyện hoặc là cái quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch chung phát triển đô thị đấy, thì nó thể hiện ở trong đó, chứ không thể nào mà có ôm hết tất cả để đưa vào trong cái quy hoạch tỉnh này nó không được. Bây giờ chúng ta đưa thêm những cái gì mới quá, tất cả mọi thứ cái quá thì rất là khó nói, thế là cũng vô biên mà không bao giờ có thể kết thúc được cái câu chuyện quy hoạch tỉnh này. Bởi vì nó quá là nhiều nội dung. Đây là lần đầu tiên quốc gia lập cái quy hoạch, cho nên sắp tới sẽ điều chỉnh liên tục. Nói chung là năm 2024-2025 là điều chỉnh quy hoạch miết thôi, chứ không phải mình làm xong là làm được liền đâu. Lý do là vì sao? Hiện nay có rất nhiều quy hoạch ngành quốc gia chưa được phê duyệt. Ví dụ như hôm nay mình trình cái quy hoạch này, nhưng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung chưa được phê duyệt cơ mà. Đấy, cho nên là bây giờ khi thủ tướng phê duyệt cái quy hoạch đó của vùng đó, mà quy hoạch tỉnh mình đó, mà nó có gì nó không phù hợp quy hoạch của vùng, thì mình lại phải thủ tướng phải điều chỉnh. Đấy, các tỉnh đã phê duyệt trước chúng ta rồi, 10 tỉnh rồi, cũng phải điều phải trình để điều chỉnh lại. Cho nên là yên tâm, cái việc này cứ điều chỉnh đi điều chỉnh lại cho đến năm 2025 thôi. Sau phiên thảo luận chung tại hội trường, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Xuân Vinh, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10 đã đồng thuận biểu quyết thông qua 7 nghị quyết. Sau kỳ họp này, tôi đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện để các nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống. Trong đó, chú ý sớm hoàn chỉnh quy hoạch tỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh, đề nghị Ủy ban tỉnh tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo tính khoa học, thực tiễn, tính kế thừa, đổi mới trên cơ sở các quy hoạch chiến lược của giai đoạn trước và các yếu tố mới, cơ hội mới, các định hướng chiến lược của tỉnh trong tổng thể định hướng phát triển quốc gia, quy hoạch ngành, quy hoạch vùng.